Chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Trung Quốc của Trang. Thì hôm nay, mấy ngày hôm nay Trang có xuống nhà anh rể ở quê chơi. Thì ở đây người ta vẫn sử dụng bếp củi. Bếp củi nấu ăn rất là ngon, ngon hơn bếp ga nhiều. Mình rất là thích sử dụng bếp củi này, rất là nhiều năm rồi, vẫn nhiều năm rồi xài ga nên lâu quá không xài củi nên mình rất là thích thú. Thì ở đây người ta nhóm lửa thì người ta sẽ không có dùng dầu hoặc là thứ khác, mà người ta sẽ dùng cái cây này. Cây này là trên núi đốn về, thì trong đây nó có chất dầu á, đốt đống lửa rất là hay. Bếp củi như thế này, cái chảo này là chảo thép hay chảo gang thì mình không cần nữa, nấu ăn á, xào đồ ăn rất là nhanh chín. Ở nông thôn người ta chủ yếu là xài bếp này đống củi, không phải tốn tiền mua ga, củi có thể lên trên núi kiếm củi về. Thì hôm nay mình sẽ xào món bắp cải thảo, tại vì ở quê giờ này người ta trồng cải thảo nhiều. Thì trước tiên là phải đem dập mở cháy một chút xíu. Món tiếp theo mình nấu đó là món đậu hũ này. Thì hôm nay chị có đi họp chợ thì có mua cái loại đậu hũ này về, thì người ta ốp sẵn đậu hũ làm xong rồi, ốp sẵn với một số loại nguyên liệu thảo dược đặc biệt xong rồi sẽ ra cái món này khá là thơm. Mình sẽ cắt ra xào với ớt. Thì bên đây đồ ăn ngoài xào với ớt ra thì mình thấy không có món gì mới cả, nhưng mà món này thì hợp với người với mình, thì người Việt Nam mình nghĩ là cũng ăn được món này, nhưng mà nó có một chút xíu vị một chút bắc một chút xíu thôi, nhưng mà ăn cũng khá là ngon. Trung Quốc mùa giờ này vào mùa thu nên là không khí khá là mát mẻ, buổi sáng thì có lúc cũng hơi lạnh nên là sáng cần mặc áo khoác. Không khí ở đây rất là thích hợp để mà dưỡng lão, vì có vùng núi nên là chủ yếu là mùa đông rất là lạnh, còn mùa hè thì cũng không đến nỗi khá là nóng. Đây là bếp củi nhà anh rể mình, có rất là nhiều củi, lửa đốt rất là cháy, rất là nóng và nhanh. Thì ở đây buổi sáng không có đi ra ngoài mua đồ ăn được nên là đây là chỉ nấu mì ăn thôi. Cơm nấu chín xong rồi, chuẩn bị kêu mọi người vào ăn. Nấu khá là nhiều món nhưng mà các bạn thấy đấy, không có chén nước chấm nào hết. Nếu như mà Việt Nam mình đó thì sẽ có thêm chén nước chấm nữa đúng không nè. Ở đây có món cải thảo, thịt vịt, đậu hũ xào, canh cá với thịt với cải mặn. Thì chồng mình ở đây, cho anh gửi mình có cái hồ cá, thì chồng mình ở đây câu cá. Cá này tự nuôi nè, thì chủ yếu là lấy cá, lấy cỏ cho cá ăn. Câu được con cá lớn thì có thể ăn, nhỏ thì thả xuống để tết. Cá lớn hơn thì có thể ăn ngon. Thì hôm nay trời không có nắng. Ở phía sau này vẫn có trồng lúa nè. Trước nhà thì có nuôi mấy con chó nhỏ như thế này. Ở đây chơi được 3 ngày thì mình đi về nhà. Thì cũng may là có một chị có xe ba gác chở đi ra. Lần đầu tiên mình ngồi chiếc xe ba gác mà có máy ở sau như thế này, cảm thấy khá là thích thú. Thì hôm nay trời mưa. Đây là mình quay cái cảnh con đường ở quê ở đây. Thì chủ yếu là nhà 2 tầng hết. Nhà gỗ thì người ta đã bỏ đi và người ta xây nhà mới, nhưng mà có một số người thì vẫn thích ở nhà gỗ. Hôm nay trên núi khá là nhiều sương mù. Sáng sớm mưa rất là lạnh, nhưng các bạn nhìn thấy núi, ở đây toàn là núi thôi. Một bên là nhà, một bên là lúa. Nếu mà ở trong đồng lúa mà xây cái nhà như thế này ở khá là mát mẻ đúng không? Thấy cuộc sống thành thị nhiều khi cũng rất là ngán, người ta vẫn thích về nông thôn ở và xây một ngôi nhà như thế này, trồng rau nuôi cá. Khá thích thú thì mình ở đây mình đợi xe. Sau khi về nhà thì mình sẽ làm hoành thánh ăn. Tại vì buổi chiều tối rồi không làm biến nấu cơm, mình sẽ bao hoành thánh. Thì qua đây thì mình mới ăn món này thôi, Việt Nam mình không có ăn. Nhưng mà lúc đầu ăn thì cảm thấy không thích lắm, nhưng mà ở đây dần dần thì lâu rồi mình cũng ăn. Thế là chồng mình học để gói thì cũng ít làm việc nhà lắm, nhưng mà lâu lâu thì cũng vào bếp tiếp gói như thế này. Thì chủ yếu là thịt, có thể thêm củ cải đỏ vào và thêm hành vào, tùy theo mình thích cái gì thì mình bỏ. Có một số người làm thịt này có thể thêm hẹ vào, tùy khẩu vị. Đây mình xào thêm một cái đậu đũa ngâm chua như thế này, lát nữa bỏ vào hành thánh ăn, nó chua chua sẽ ngon hơn. Đây là một chảo hành thánh mà mình đã nấu, để một chút xíu rong biển vào sẽ thơm hơn. Múc ra tô, sau đó bỏ một chút xíu đậu đũa ngâm chua vào, có thêm ớt chua nữa, khá là ngon. Các bạn thấy thế nào?